Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ mở hộp hai chiếc xe làm công trình hạng nặng điều khiển từ xa, dòng tractor xe ủi dùng để san bằng, ủi đất, đá, được trang bị hệ thống bánh xích cùng với lưỡi ủi bằng kim loại có thể ủi được bất kỳ vật liệu khác nhau, và dòng xe thứ hai, xe trét hay còn gọi là xe ben, dùng để vận chuyển cát, đá, xi măng, xà bần cho những công trình đang xây dựng, và xe của mình thì có thể ben thùng, hạ hùng để đổ vật liệu giống y chang như xe thật. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp chiếc xe ủi trước, còn chiếc xe ben tạm thời để qua một bên. Xe tractor là xe máy cày, xe máy kéo, một loại xe thường sử dụng ở những vùng nông thôn. Nó được dùng để vận chuyển nông sản, phân bón hoặc là để cày xới làm tươi đất phục vụ trong trồng trọt. Và trong bản của mình thì nó được nâng cấp thêm hệ thống bánh xích và được trang bị thêm lưỡi ủi cho ra xe máy ủi, tỷ lệ so với xe thật là 1/24. Trong bản xe điều khiển từ xa của mình thì sẽ có những cái chức năng như là chạy được 6 hướng, di chuyển bằng hệ thống bánh xích có chế độ demo, trang bị âm thanh và trang bị đèn LED sử dụng vào ban đêm. Và đơn hàng này được mình đặt mua online. Khi mà nhận hàng về thì cái hộp nó bị móp méo, nói chung là tan nát. Mình sẽ mở hộp theo phong cách của hộp nát. Chính xác là khi mà nhận về thì cái hộp nó là một cái tờ giấy giống như thế này. Mình đã tốn rất nhiều công sức để ghép cái tờ giấy này trở thành một cái hộp. Wow! Một chiếc xe máy ủi rất là hoành tráng. Mình hãy xem một số những cái phụ kiện ở bên trong. Đầu tiên sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Sách này người ta sẽ hướng dẫn cho mình lắp pin vào bên trong remote, lắp pin vào bên trong thân xe, và giới thiệu những cái chức năng của xe như là chạy, quay vòng tròn, điều khiển lưỡi ủi lên xuống. Ngoài ra mình sẽ có thêm một cái bịch phụ kiện nhỏ nhỏ. Ở trong đây thì chúng ta sẽ gồm có một cục pin 500mAh, sợi dây cáp sạc pin bằng cổng USB, và mình có thể sạc pin cho xe của mình bằng củ sạc điện thoại. Một cây tu vít dùng để vặn và mở những con ốc ở bên trong xe. Tiếp theo sẽ là phần tay cầm điều khiển từ xa, gồm hai cái joystick lên xuống trái phải, một số những cái nút chức năng. Phía trên sẽ có cây anten. Ở đây không phải là cây anten mà chỉ có một cái nút để đóng lại. Mặt phía sau dùng cây tu vít tặng kèm theo để tháo con ốc này ra. Mình chuẩn bị sẵn pin đây rồi, cho vào hai cục pin tiểu 2A. Đóng nắp trở lại như cũ. Đèn báo hiệu cháy sáng cho thấy điều khiển từ xa của mình hoạt động tốt. Và đây là phần xe máy ủi. Đây, nó cực kỳ nặng. Mình hãy xem một vòng 360 độ để thấy được tất cả những cái chi tiết hoành tráng của chiếc xe máy ủi điều khiển từ xa của mình. Cái phần mà ăn tiền nhất của cái xe này, cái phần mà mình ưng ý nhất chính là lưỡi ủi bằng kim loại chắc chắn và sáng bóng cứng cáp, có thể ủi được tất cả những cái vật liệu khác nhau như đất, đá, xi măng, kẽm gai, thép. Thì cái trọng lượng của nó khá nặng, nó được kết nối với phần động cơ của xe, gồm một số những cái ống hỷ lực như là cái ống ngang và cái ống dọc. Nó sẽ có tác dụng điều khiển lưỡi ủi khi động cơ được kích hoạt. Một cái chi tiết mà đáng chú ý nữa là dàn đèn gồm 4 bóng đèn LED có tác dụng là chiếu sáng khi mà xe mình hoạt động vào ban đêm. Phần động cơ của xe thì nằm ngay ở phía trước. Trên đây chúng ta sẽ có ống hơi nước, ống xả khói. Thì một cái chi tiết là tay cầm để cho người tài xế có thể dễ dàng leo lên cabin. Nói về cabin thì đây cũng là một cái chi tiết cực kỳ thú vị khi mà cái cabin nó được làm bằng kính trong suốt. Mình có thể nhìn thấy một vòng toàn cảnh 360 độ ở bên trong cabin. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy được một người tài xế đang mặc áo phản quang, đội nón bảo hiểm, hình như là có đeo mắt kính đen nữa, rất là ngầu. Quan sát ở cái góc độ phía sau có thể thấy được là hai tay của người tài xế đang điều khiển những cái chi tiết ở bên trong phần cabin. Ở cuối xe thì mình sẽ có thêm cái chi tiết là lưỡi cày đất, xới đất để phục vụ trong trồng trọt. Và xe của mình thì được di chuyển bằng hệ thống bánh xích. Đây là một cái chi tiết nâng cấp từ xe máy cày. Nó sẽ có tác dụng là tăng thêm cái sức mạnh cho xe của mình vượt qua được tất cả mọi địa hình trong cái việc là san lấp mặt bằng. Cái dây xích này sẽ được kết nối với phần động cơ của xe thông qua một số những cái dĩa xích. Rật ra phía sau thì mình sẽ thấy rõ hơn, cái dây xích này nó được làm hoàn toàn bằng nhựa, gắn vào cái cục pin để cho xe mình có năng lượng hoạt động. Cuối cùng chúng ta sẽ khởi động cái công tắc on. Hệ thống đèn được kích hoạt có tác dụng là soi sáng vào ban đêm. Mình sẽ khởi động máy của xe ủi xem sao. Đây, nghe được cái tiếng động cơ của nó hoạt động rất mạnh mẽ và xe của mình đang sẵn sàng nhận lệnh. Tắt động cơ và tắt luôn đèn để qua bên đây. Chúng ta sẽ test nó sau. Còn bây giờ, mở hộp chiếc xe ben điều khiển từ xa. Và đơn hàng này cũng được mình đặt mua online. Tuy nhiên cái may mắn là cái hộp của nó vẫn còn y nguyên. Một số những cái chức năng của xe như là điều khiển bằng remote, di chuyển được 6 hướng, có đèn LED và có âm nhạc. Mặt phía sau chúng ta sẽ có một cái hình demo xe của mình khởi ben hùng, hạ hùng. Thì một cái hình demo nữa là chiếc xe máy cẩu. Ở bên dưới sẽ cho thấy trong cái bộ ba xe làm công trình, xe cần cẩu, xe ủi là cái xe mình sắp mở hộp, và một chiếc xe bồn trộn bê tông. Cùng với đó là sự hướng dẫn như là lắp pin vào bên trong thân xe, lắp pin vào bên trong remote. Rồi, mình sẽ mở hộp ra. Đóng gói rất cẩn thận, bảo bọc full 100% wood. Phần phụ kiện chúng ta sẽ có
một cục pin với dung lượng 800mAh, một sợi dây cáp sạc pin, cũng được trang bị cổng USB và mình có thể sạc pin cho xe của mình bằng củ sạc điện thoại, phần tay cầm điều khiển từ xa. Tiến tới lùi lại qua trái qua phải, rất nhiều những cái nút chức năng. Ở trên đây cũng không có anten mà chúng ta sẽ có một cái nút để đẩy lại. Tiếp tục cho vào hai cục pin tiểu 2A. Đây, đèn báo hiệu cũng cháy sáng. Cuối cùng sẽ là phần xe ben, cũng cho các bạn xem một vòng 360 độ. Xe của mình khá to. Đầu tiên chúng ta hãy xem phần cabin. Nó cũng được làm bằng nhựa trong suốt và mình cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái chi tiết ở bên trong như là vô lăng, ghế ngồi. Cái vô lăng này nó hơi bị lắc lư nha. Mình có thể xoay cái vô lăng được. Một cái bóng đèn LED 7 màu có thể phát sáng khi mà mình điều khiển xe. Hai cái đèn xi nhan này được trang bị bóng đèn LED và nó có thể phát sáng trong cái quá trình mà mình điều khiển xe quẹo trái, quẹo phải. Phần hùng xe có thể nâng lên hạ xuống để ben vật liệu. Cái hùng này có thể nâng cao hơn khi mà mình khởi động cái động cơ. Cuối hùng sẽ có một cái nắp để vật liệu như là cát, đá, xà bần, nó có thể tuột xuống khi mà mình ben. Có tới 6 cái bánh xe, cái phần lớp xe của nó thì được trang bị bằng nhựa cứng. Đây sẽ là cái chỗ mà bỏ pin vô cho xe ben. Một cái công tắc on off và mình sẽ kích hoạt. Ok, cái bóng đèn LED 7 màu bên trong phát sáng. Thử khởi động máy xem, ấn vào cái nút chìa khóa. Đây, nghe được tiếng động cơ của xe ben của mình. Tạm thời tắt máy đi. Và bây giờ sẽ tới cái phần mà mình đang chờ đợi nãy giờ, phần test xe để xem hai cái xe làm công trình này nó sẽ hoạt động như thế nào. Đầu tiên thì mình cũng sẽ để cái xe ben này xuống một bên, test cái xe máy ủi để xem nó sẽ chạy như thế nào. Khởi động máy, mở đèn xe, đèn xe phát sáng. Tiến tới. Wow, nhìn nó có vẻ nặng nề và cứng cáp nhưng thật sự nó chạy rất trơn tru. Lùi lại, lùi lại. Hệ thống bánh xích của nó hoạt động rất hiệu quả. Mình sẽ điều khiển cái lưỡi ủi. Nâng lưỡi ủi lên, hạ lưỡi ủi xuống. Thử sang nút bên đây nha. Cũng nâng lưỡi ủi lên và hạ xuống, tuy nhiên nó sẽ hoạt động theo một cái chiều ngược lại. Các bạn hãy để ý, những cái hệ thống hỷ lực của nó hoạt động rất nhịp nhàng giữa cái hanh ngang và cái hanh dọc. Đầu tiên nó sẽ cái hanh ngang nó sẽ kéo lên, cái hanh dọc nó sẽ đưa ra, hoạt động nhịp nhàng để điều khiển được cái lưỡi ủi của mình rất linh hoạt. Xoay bên trái. Wow. Xoay bên phải. Đây, xe của mình có thể xoay 360 độ và quẹo được bất kỳ hướng nào mà mình muốn. Lùi lại. Tiến tới. Quẹo trái, quẹo phải. Mũi nè. Rồi bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của xe được trang bị hệ thống bánh xích. Ở đây thì mình sẽ có một cái bình nước. Bình nước này rất nặng, khoảng 700g. Để xem xe máy ủi của mình có ủi được cái bình nước này hay không. Rồi, tiến tới. Wow, đẩy được bình nước một cách rất dễ dàng. Để nằm ngang thì có thể là các bạn sẽ thấy nó chưa được thuyết phục. Dựng đứng lên luôn, tiến tới. Đó. Thật sự cực kỳ mạnh mẽ. Rồi mình sẽ chứng minh cho mọi người xem. Ở đây mình sẽ có một cái cân nha. Cân trọng lượng của cái xe này thì nó sẽ là 475g, gần nửa ký. Thế còn cái trọng lượng của cái bình nước này, 650g. Có nghĩa là cái xe ủi của mình có thể ủi được một cái trọng lượng nặng hơn cái trọng lượng của chính bản thân nó. Ok, chưa hết nha. Ở đây thì mình có tới hai bình nước, nâng cái lưỡi ủi nó lên. Tiến tới nè. Mọi thứ đều rất dễ dàng với cái xe này, bởi vì cái sức mạnh của nó cực kỳ mạnh. Và tiếp theo sẽ là chiếc xe ben. Khởi động máy lên. Ok, mình hãy thử một số những cái chức năng cơ bản của nó. Lùi lại. Ok, xe mình chạy rất là mạnh mẽ. Tiến tới. Ném nữa nó lọt xuống bàn. Rồi, lùi lại. Thật sự rất mạnh mẽ nha. Thử qua bên trái, qua bên phải nè, quẹo trái. Ok, để ý cái phần xi nhan thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi mà mình điều khiển qua bên tay trái. Bóng đèn xi nhan bên trái nó sẽ nhấp nháy, điều khiển qua bên phải, bóng đèn xi nhan bên phải thì nó cũng sẽ nhấp nháy theo, giống y chang như xe thật, rất là tuyệt vời. Mình sẽ thử cái phần ăn tiền nhất của cái phần xe ben này, đó chính là khả năng ben hùng. Ấn vào cái nút bên đây, chúng ta sẽ nâng hùng xe lên.
Wow, thùng xe được nâng lên khá cao và cái phần nắp ở phía sau nó cũng được tự động mở ra. Hạ thùng xe xuống. Ok, giống y chang như xe ben thật. Nguyên lý hoạt động của cái xe ben này, ben thùng lên nha. Ở bên trong mình thấy có một cái lẫy màu trắng và một cái ống thủy lực để nâng cái phần xe ben lên. Các bạn xem kỹ hơn cái lẫy ở bên trong. Và nếu như các bạn quan sát kỹ những cái xe ben hoạt động ở những cái công trình xây dựng thì cái xe ben điều khiển từ xa của mình sẽ có cái nguyên lý hoạt động giống y chang như xe ben thật sự. Hạ thùng xe xuống, cái lẫy nó sẽ đẩy vào và cái ống thủy lực nó cũng sẽ được rút lại để hạ thùng xe của mình xuống. Mình sẽ thử tác chiến cho cái xe ben của mình. Ở đây thì mình đã có sẵn rất nhiều mảnh Lego. Những cái mảnh Lego này chính là xà bần cho cái xe ben mình chở thử. Khi mà cho xà bần vào bên trên xe của mình thì mình nhớ lưu ý một điều: cho vừa đủ với cái thiết kế của xe. Nếu như chúng ta ham lam cho quá nhiều cho nó vung đầy lên thì xe của mình khi tham gia giao thông sẽ rất dễ bị hỏi phạt với cái nguyên nhân là chở quá trọng tải thiết kế của xe. Khởi động máy. Khi một cái chức năng tuyệt vời của cái xe ben này mà nãy giờ mình quên nói, chức năng ứng còi xe. Tin tin nè. Đấy, ứng còi xe cho những cái phương tiện khác nó thấy được. Nó thấy cái xe ben của mình đang chở rất là nhiều xà bần, nó tránh ra cho mình là hoạt động đổ. Rồi mình sẽ làm thử nha, tiến tới. Ok, đổ xà bần. Wow, dễ dàng nhìn thấy ở trên thùng xe nó còn rất nhiều xà bần. Đó, cái cách mà để cho toàn bộ xà bần nó trôi xuống bên dưới thì những cái bác tài người ta sẽ làm như thế này. Cho cái xe mình chạy tới một chút xíu. Đó, xà bần nó sẽ được đổ xuống tất cả. Sau khi ben xong thì chúng ta sẽ hạ thùng xe xuống bằng cái nút bên đây. Xong rồi, chạy về nha. Ben thêm một lần xà bần nữa. Lùi lại. Bóp kèn tim tim. Ok, đổ xà bần. Tiến tới một chút xíu. Hạ thùng xuống. Wow, hoạt động như xe ben thật sự. Và ở đây đang là một cái công trình xây dựng. Với tư cách là người chủ công trình thì tôi không cho phép các anh đổ một đống xà bần ở giữa đường. Thứ nhất là nó sẽ gây cản trở lưu thông, làm chậm tiến độ của công trình. Thứ hai là điều đặc biệt nhất, nó gây mất an toàn lao động cho những người tham gia xây dựng. Tôi muốn các anh dời cái đống xà bần này vào hẳn ở trong góc bên kia. Và đây chính là công việc của anh lái xe ủi. Ok, nổ máy vào công việc nha. Đặt cái xe ủi ở đây đi ha. Điều chỉnh cái lưỡi ủi với một cái góc độ phù hợp để ủi xà bần. Tiến tới. Wow, nó ủi một phát là sạch luôn. Thêm cái phát thứ hai cho cái đống xà bần thứ hai. Đó, còn một số những cái mảnh xà bần vương vãi nữa mình cũng sẽ ủi luôn. Ngoài cái công việc là dọn dẹp xà bần thì chúng ta có thể dùng cái xe ủi này để dọn dẹp những cái mảnh Lego sau khi mà chơi xong. Mình sẽ ủi lần cuối cùng để kết thúc công việc. Rất nhanh, công việc của mình đã hoàn thành xong với cái đống xà bần nằm giữa đường vào hẳn trong góc. Và với một cái đống xà bần to như thế này thì xe ủi của mình vẫn có thể hoạt động tốt được. Ủi một phát. Wow, sạch bông luôn. Phát thứ hai. Đó, nó hoạt động giống y chang như xe ủi thật sự. Phát thứ ba. Còn một ít xà bần ở phía trên mình cũng sẽ làm luôn. Ok, xong việc rồi. Rồi mình sẽ đem xuống đất để làm việc cho nó rộng rãi hơn. Công việc ngày hôm nay của mình là dùng xe ben vận chuyển xà bần từ ở đây sang tuốt đằng kia. Ok. Chuyến đầu tiên của mình. Ok, chuyến đầu tiên thuận buồm xuôi gió. Chuyến xà bần thứ hai khởi hành.
Và đây là chiến xà bần thứ 3, chiến xà bần cuối cùng. Xe mình lùi lại để trở vô đúng cái vị trí đổ xà bần nha. Ok, xong. Công việc làm ăn của mình rất thuận lợi với cái việc là lái xe ben chở xà bần, chẳng mấy chốc mà mình sẽ giàu to. Lùi lại, trở về bến. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nghề lái xe ủi để ủi cái đống xà bần này cho nó gọn gàng hơn. Tuy nhiên, trước khi ủi cái đống xà bần thì mình sẽ cho các bạn xem cái sức mạnh của hệ thống bánh xích xe ủi. Cụ thể là mình đã có một cái con dốc nhân tạo. Mình sẽ cho cái xe ủi nặng nề này, nặng nửa kg, leo lên cái con dốc đó, thử xem nó có chinh phục được cái ngọn dốc cao này hay không. Vào vị trí. Con này thì chạy rất là nặng nề. Rồi, nâng cái lưỡi ủi lên, vượt dốc. Wow, nó có thể dễ dàng mà leo lên được cái con dốc đó. Ok, ở cho nó lùi lại đi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến tới cái đống xà bần. Hạ cái lưỡi ủi xuống một chút xíu. Vào công việc chính. Wow, công việc là ủi xà bần, dọn dẹp Lego của mình được xe ủi mình thực hiện một cách rất là dễ dàng. Mình sẽ ủi lần lượt hết tất cả những cái miếng Lego, cho dù là những cái miếng nhỏ nhất, để cho các bạn xem xe ủi của mình nó hiệu quả như thế nào. Ok, xong việc rồi. Đó, từ một cái đống xà bần, cái đống Lego chà bá, chỉ với vài cái động tác với xe ủi, mình đã di chuyển nó sang một bên. Thật sự là rất dễ dàng. Ok, và đây là hai chiếc xe làm công trình cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả. Sắp tới thì có thể là mình sẽ mở hợp thêm xe cần cẩu và xe bồn trộn bê tông. Còn bây giờ, video của mình kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.